phải mà toàn những cục to thôi. Mà cứng nha, mụn của bạn rất là cứng. Bạn có chia sẻ với mình là bạn mới bị mụn khoảng nửa tháng nay, nhưng Hiền cũng có tư vấn cho bạn là chắc chắn bạn đã bị lâu rồi, nhưng do bạn không có biết được là tình trạng mụn bạn bị nặng nên bạn mới nghĩ là mình mới bị một nửa tháng nay thôi. Tại vì nguyên tắc nếu mà mụn mới nó chỉ cương cương nhẹ nhẹ và mình bôi thuốc xong mình lấy 1 đến 2 lần là hết. Đây, cái mật độ mụn của bạn phải nói là dày, dày mà cứng nữa, các bạn thấy không ạ? Dày rất là dày luôn mà cứng, rất là dày luôn và cứng nha, nhiều lắm luôn ấy. Thì bây giờ mình lấy một lần nó cũng chỉ đỡ được 30% thôi nha các bạn, tại vì nó còn nhiều đấy, cái chân mụn này nó còn sâu bên trong này, rất là sâu luôn đấy mẹ. Như các bạn nhìn thấy mật độ này, nó dày, nó xíp vào nhau luôn. Và thường các bạn lấy không có được đâu ạ, nó sẽ bị viêm to luôn, mà nó bị chai thì các bạn nó chai thành những cái cục cứng á. Mình hay livestream mình hay nói những cái cục này á là do nếu mụn ẩn không đúng cách. Cái trong não em nghĩ gì luôn á, cân não lại đi. Cho nhiều luôn á. Các bạn ơi, sau đây các bạn vừa nãy thì mình đang livestream thì bạn kỹ thuật quay á lại đụng lộn một cái nút nào á, đụng lộn một cái nút nào, và hiện tại thì cái livestream nó đã bị gián đoạn. Mình xin lỗi cả nhà nhé. Bây giờ từ nãy chưa phân tích ra nó mất biết bao nhiêu thời gian rồi. Bây giờ mình phân tích lại một cái làn da này một chút xíu nhá. Hiền xin chào tất cả các bạn. Ở đây thì cái làn da này bạn bị mụn ẩn này. Mình phân tích lại cái làn da thì vừa nãy cái livestream này nó vừa bị ngắt. Các bạn nhìn thấy tắt livestream đi là đã. Phân tích da thì em phải nhìn các chị. Em hiểu mẫu một lần cái livestream để phân tích da, livestream để trong cho các bạn nhé. Tại vì mật độ mụn tương đối dày và nó sâu. Nếu như các bạn bị mụn ẩn mà nó thưa thưa, nó cách cách cái xíu á, một lần nó sẽ sạch 90%. Đối với da mụn bạn này nó ẩn tương đối nhiều và chân mụn thì rất là sâu. Vậy nên nếu như mụn này các bạn nào mà đã bị từng bị mụn ở cái phần mà hai bên tóc mai mai này á, bạn trai hay bạn gái, thì các bạn sẽ cảm nhận được chân mụn nó rất là sâu, sâu và nó khó lấy. Và nếu chúng ta điều trị không đúng cách thì chắc chắn mụn sẽ không hết chân mà bị viêm lên và để lại thâm. Có những bạn là bị chai ở vùng này rất là nhiều, hầu như là mình thấy đa phần các bạn bị chai rất là nhiều. Có những bạn đi lấy cái spa luôn á, có những bạn bị lấy thì bị chai là chuyện đương nhiên rồi, nhưng mà có những bạn lấy xong là đi spa lấy xong là bị chai và bị thâm lên đó, các bạn thấy không ạ? Hàng ngày thì mình tiếp nhận rất là nhiều ca khách hàng, thường một ngày là mình phải tiếp nhận mấy chục ca bệnh lý khách hàng, đều có chung một cái bệnh lý là các bạn bị mụn ẩn rất là nhiều và bị thâm. Thường mà bị thâm thì sẹo rõ. Thì ở đây thường khi chúng ta tâm lý chúng ta bị mụn ấy, là chúng ta sẽ đi đến bác sĩ đầu tiên, đúng không ạ? Mình sẽ đi tìm đến bác sĩ đầu tiên, rồi sau đó các bạn uống thuốc của bác sĩ nó đỡ xong, ngưng thuốc một thời gian thì nó lại bị lại rất là nhiều.
vì lý do thuốc của bác sĩ uống thì nó chỉ có tác dụng kháng viêm thôi, mình không lấy mụn thì không sạch chân được. Không có bất kể một loại thuốc uống, thuốc bôi nào có thể làm biến mất nhân mụn nha các bạn nhé. Các bạn nhớ dùng hiền. Không có bất kể một loại thuốc uống, thuốc bôi nào có thể làm biến mất cái nhân mụn. Chỉ có trường hợp phương pháp mình phải lấy nhân mụn sạch ra, sau đó mình phục hồi da thì mụn nó mới không tái phát trở lại. Và ở đây nữa, sau khi mà các bạn đi bác sĩ không hết, các bạn hay tìm đến những spa hay thẩm mỹ viện. Các bạn lên Google này, trên Facebook các bạn gõ tìm những spa thẩm mỹ viện, họ chạy quảng cáo trên đó. Thì thường chạy quảng cáo người ta sẽ mướn một hot girl hay một người mẫu, hay là người ta dùng kỹ xảo về app người ta quay, thì các bạn nhìn thấy rất là mê. Sau đó thì các bạn điều trị một thời gian không đỡ, các bạn mới tìm đến spa của mình. Có nghĩa spa của mình thì không có chạy quảng cáo. Khi các bạn được bạn bè giới thiệu, lúc này các bạn mới quan tâm đến spa của mình. Và đa phần các bạn đến thì bị rất là nặng, hầu như bạn nào cũng bị nặng nha các bạn nhé. Rất là ít trường hợp mà bị nhẹ. Hiền xin chào. Mình không nhìn thấy nhỉ, các bạn chờ xíu, mình xin chào anh. Mình Hiền xin chào 16 bạn đang xem cái live stream này nhé. Chào bạn Heo Thương, chào bạn Hồng Thắm, chào bạn Dương Khánh Tâm. Mình chỉ nhìn thấy thế thôi. Hiền xin chào 17 bạn đang xem cái live stream này. Em chào chị Lê Nguyễn. Chị Lê Nguyễn là một chị mà sản xuất kinh doanh về bột ngũ cốc, cái cốc để giảm cân nha các bạn. Mình có trải nghiệm cái sản phẩm của chị rồi, cũng rất là ok nha các bạn. Thơm béo. Chào bạn Thảo Thảo nha, chào bạn Thu Thảo Nguyễn. Thu Thảo Nguyễn ơi, em xanh em bé chứ Thu Thảo Nguyễn.
đây là cục mụn này bạn đã cạy ở nhà rồi, nhìn thì không có viêm nhưng bên trong còn chân này đó, các bạn thấy không ạ? Thì khi các bạn cạy mà nó không hết chân ý thì nó sẽ bị viêm lại này, nó viêm mà nó sẽ ăn sâu hơn. Các bạn thấy những cái cục nào mà lấy không hết chân này đó, các bạn thấy không ạ? Nó viêm sâu hơn này, thấy không ạ? Thì khi lấy xong nó sẽ có một cái nỗ nhỏ nhỏ như thế này, và nhiệm vụ một lát nữa thì nó sẽ có máy để kháng viêm sâu hơn và sẽ có phải một lượng chất đặc trị đưa vào, không cái nỗ chân lông này sẽ bị hở hở. Vậy chúng ta đừng có tự ý lấy mụn ở nhà, thấy không ạ? Các bạn thấy không ạ? Khi mà chúng ta lấy mụn ấy mà chúng ta lấy không đúng cách, chân mụn nó sẽ viêm sâu hơn nhá. Còn nếu như các bạn chưa lấy á thì cái chân mụn nó vẫn nằm ở trong đó thì nó đơn giản hơn, nó không có bị viêm sâu. Còn đa phần chúng ta lấy không đúng cách là bị viêm sâu. Đây là vùng hai bên cái tóc mai của bạn này nha các bạn. Đây là chỉ vùng hai bên vùng mai của bạn thôi mà bạn rất là nhiều mụn to luôn. Và cũng có rất là nhiều cục bạn lấy, đây cục này bạn cũng từng lấy rồi nè. Em trai em đi một xíu đi. Rồi, mình sẽ lấy cái cục bạn lấy rồi nè. Nó rất là cứng luôn. Tại vì khi chúng ta tác động xuống thì cái chân mụn nó xuống rất là sâu. Nó sâu và nó sẽ viêm to hơn những cái cục mà các bạn chưa lấy. Thì các bạn thấy không, nó luôn một cái vấn đề mụn rất là dài này, nó hàng bao nhiêu cái chân luôn, nó hàng bao nhiêu cái khúc luôn. Thì khi các bạn lấy bằng cây thì làm sao mà nó sạch được đó, các bạn thấy nó chia từng khúc không, thấy không ạ? Thì với kỹ thuật lấy bằng tay thì nó sẽ sạch chân, nhưng mà không phải ai lấy bằng tay thì cũng sạch nhá. Cái này thì mình phải cần một người có kinh nghiệm nữa, cũng rất là nhiều nơi họ lấy mụn bằng tay tại sao mụn vẫn không sạch được và vẫn bị chai. Với kỹ thuật lấy bằng tay, nếu như bạn nào á mà không có kinh nghiệm á, mình chỉ lấy được những cái mụn đơn giản thôi. Còn những cái mụn khó, mụn chai, mụn ẩn sâu thì các bạn lấy không có được nha. Nên là một kỹ thuật mà để mà lấy được nhân mụn bên mình á mà giỏi á, như các bạn kỹ thuật viên như bên mình hiện tại mà mình đang cho các bạn lên khách á, thì phải trong quá trình 2 năm mình đào tạo thì mới xong nha. Có nghĩa là cái kỹ thuật đòi hỏi là thứ nhất các bạn phải biết cách nhìn mụn, mình phải trở thành một chuyên gia phân tích về mụn. Mụn thì nó có rất là nhiều dạng, thực ra nó chỉ có khoảng 4-5 dạng thôi, mà do chúng ta này nột tẩy nhiều quá, rồi chúng ta nặn nhiều quá, chúng ta sử dụng nhiều công nghệ quá, bắt đầu nó mới biến dạng thành những cái mụn nó khó hơn. Hôm bữa trước một bạn đã điều trị mụn bằng laser thì những cái nốt mụn sau khi khỏi thì nó bị sẹo rỗ hết nha các bạn. Tại vì tác dụng của laser nó tác động xuống rất là sâu, và khi chúng ta điều trị mụn laser đa phần là để lại sẹo rỗ và thâm. Vậy nên các bạn, nếu bạn nào có ý định điều trị mụn bằng laser thì mình tìm hiểu kỹ nha. Thế nên là mình đang lấy cái phần mai tóc và phần má này. Bạn nhìn thấy mụn là mật độ nó dày kinh khủng luôn á, nhấn đâu cũng ra. Dày lắm nha các bạn, một lần thì không thể lấy sạch được đâu ạ. Mình xin chào 28 bạn đang xem cái live stream này, các bạn thấy không ạ? Chân mụn nào nó cũng có cái khúc khúc này, nó rất là sâu. Chân mụn rất là sâu nha các bạn. Cục này chưa hết chân đâu, mình phải lấy lại lần nữa này.
chưa ạ? Các bạn thấy cái chân mụn nó sâu chưa ạ? Mình phải lấy lại lần nữa nó hết chân được. Từ nãy giờ Hiền quên mất các bạn ơi, hiện tại thì các bạn xem có rõ không ạ? Mình quên, mình không hỏi tại vì cái wifi nhà mình hiện tại vẫn đang test. Các bạn ơi, hiện tại wifi có rõ không ạ? Bạn Hồng và Phan Anh nói cô ơi, rửa mặt bằng sữa rửa mặt sạch nhưng nó có bào mòn hại cho da nhiều không? Phan Anh ơi, bây giờ sữa rửa mặt đi thì thường tất cả sữa rửa mặt đều có chất tẩy nhẹ nhé các bạn. Nhưng mà cái nào nhiều bọt hơn thì cái đó sẽ tẩy mạnh hơn. Thì các bạn nên dùng sữa rửa mặt ít bọt nhất có thể. Ít bọt nhất có thể các bạn nhé. Dùng sữa rửa mặt nào ít bọt nhất có thể. Và nếu như các bạn dùng sữa rửa mặt Cetaphil hay những dạng sữa rửa mặt ít bọt nhất nha các bạn nhé. Cetaphil thì các bạn có thể ra từ ngoài tiệm thuốc Tây các bạn mua. Hoặc là các bạn có thể dùng loại khác nhưng mà với điều kiện ít bọt nhất. Vì sữa rửa mặt với cái nắng nóng như thế này, sữa rửa mặt nào cũng có chất tẩy nhiều hay ít. Vậy nên càng ít bọt thì các bạn càng hạn chế được cái sự mà giống như bạn nói là nó có bị bào mòn hay không. Nên mình dùng sữa rửa mặt ít bọt nha các bạn ơi. Điều trị sớm nó không có lây lan ra thì nó sẽ không bị sẹo trắng nhé. Như bạn khách hàng của mình cũng bị một vài cục mụn trắng rồi đấy ạ. Nhưng mà hôm nay bạn đến đây thì là bạn đến đúng rồi. Hôm nay là lần đầu tiên bạn tới, bạn được một người bạn giới thiệu thì mình lấy thì chắc chắn là vùng bạn ấy sẽ không bị sẹo trắng nhiều. Đa phần chúng ta bị mụn đầu cổ là bị sẹo trắng. Những ai đang bị mụn đầu cổ trong xem cái livestream này các bạn cho Hiền câu trả lời đúng không ạ? Đa phần chúng ta bị mụn ở vùng cổ là bị sẹo trắng nha. Ta nên điều trị sớm và điều trị đúng cách. Điều trị sớm nhưng mà phải điều trị đúng cách nha các bạn. Nếu các bạn điều trị sai thì các bạn vẫn bị sẹo. Ai đang bị mụn vùng cổ ạ? Bạn đang bị mụn vùng cổ cũng cần Hiền tư vấn không ạ? Các bạn có thể để lại comment ở phía dưới. Hiền sẽ tư vấn miễn phí cho các bạn nhé. Những ai đang bị mụn vùng cổ và xem cái livestream này ạ? Có bạn nào bị không ạ? Mũi thì cái mụn đó nó là do cái cơ địa của mình, ai cũng bị bạn nhé. 100 người đều bị cả 100, nhưng mà ít hay nhiều thôi. Thì hiện tại bên Hiền có cái nước mà diệt mụn cám á, mụn cám mụn đầu đen á, thì nó sẽ bớt cho bạn, nó sẽ bớt cho bạn khoảng 6-70%. Thì cái chai nước đó nó khoảng 230.000 một chai. Cái chai nước diệt mụn cám đó nó khoảng 230.000 một chai. 230.000 một chai thôi là các bạn có thể là dùng được nửa năm luôn á. Tại vì mình chỉ có sử dụng mỗi cái vùng mụn ở chỗ mũi thôi. Nó rất là da nhé. Đó là một cái nước gọi là tiêu diệt mụn kém này, diệt khuẩn này. Nó xài nó rất là ok. Bạn nào da dầu nhiều ấy thì xài ngày 2 lần. Bạn nào mà da ít mụn ấy thì các bạn xài ngày 1 lần. Bạn nào đi xuống cho chị mượn cái chai nước chị mụn kém em ơi. Cầm cái chai có nước mụn kém lên đây. Các bạn ơi, các bạn đợi tí mình sẽ lấy cái chai mà nước diệt mụn kém cho các bạn coi nhé. Cái chai đó là xuất xứ từ Hàn Quốc. Cái đấy thì Hiền test rất là nhiều, nó mới được một cái chai đó. Chai đó xài rất là ok. Bạn Phan Ánh hỏi nè, vậy cô ơi dùng tẩy tế bào chết, tẩy tế bào có tốt không cho da mặt? Tẩy tế bào thì tốt nha Phan Ánh ơi, nhưng mà con dùng loại nào? Ít những cái hạt massage thôi. Các bạn thường cứ hay người ta quảng cáo dùng những cái hạt massage. Những cái hạt massage là những cái hạt mà làm cho da các bạn dễ kích ứng. Đối với những cái làn da nhạy cảm mà tẩy tế bào chết hay rửa mặt có những cái hạt cát cát ý. Thứ nhất là nó làm cho da mình yếu, thứ hai nó tác động thì da dễ bị kích ứng. Các bạn xài những cái loại nào mà nó không có những hạt cát nha, những cái hạt cát cát đó nhỏ là các bạn đừng xài nha. Hồng Thắm, bạn Hồng Thắm ơi, sorry Hồng Thắm nhiều nha. Hồng Thắm có hỏi mình rất là nhiều lần rồi nhưng mà mình bận quá mình quên nha bạn. Bạn yêu ơi, nên mình chơi đi với nát. Bây giờ mình cho bạn coi cái chai này này, cái chai nước diệt mụn cám. Tôi cần máy không chị ơi. Các bạn ơi, cái chai nước diệt mụn cám đó thì nó chỉ có 230.000 thôi.
Sorry Hồng Thắm nhiều nhá. Mình nhớ là bạn có hỏi mình cho một cái live stream nhưng mà do công việc mình bận quá em phải đứng thuận tay, đứng sao là đứng, nó sẽ chuyển máy. Thì ở đây á, thì mình sorry bạn nhiều nhá, bận công việc quá, Hiền nô bu công việc quá rồi, hàng ngày ngày nào cũng trả lời tin nhắn khách hàng rồi nó trôi bài đi. Bây giờ Hiền sẽ đưa cho bạn nhìn nhé, Hồng Thắm nhé. Và Hường, chai này chỉ có 230.000 một chai thôi mà nó 100ml á, 100ml nước á, có nghĩa là các bạn phải xài cỡ khoảng nếu vùng mũi không xài nửa năm mới hết. Chai này là mình hàng của Hàn Quốc nha các bạn, mình test lâu lắm mới được một cái chai này để về cho khách hàng xài này. Cái cục này của bạn là bị chai nha, nhìn vậy thôi nhưng bị chai cục này rồi, chai cục này rồi nhá. Không có thấy vấn đề bạn bị viêm ạ, từ nãy giờ mình lấy tương đối nhiều mụn này. Các bạn nhìn thấy cái vùng da này không hề bị viêm nhá, nhưng mà mụn ẩn bên trong rất là nhiều. Các bạn này, mụn ẩn bên trong cực kỳ nhiều luôn. Các bạn thấy không ạ? Những nhiều mà chân mụn rất là to luôn. Các bạn thấy mụn khổ không ạ? Nhìn thì không bị viêm gì hết nhưng mà cũng hên là bạn không đụng. Nhưng mà hiện nay thì sẽ không để một vết thâm, vết sẹo gì nha các bạn nha. Đó, các bạn thấy cục mụn to không ạ? Nếu như cục nào bạn lấy thì nó sẽ bị thâm. Còn cái cách lấy của Hiền chắc chắn nó không bị thâm nha. Cái cách lấy của Hiền chắc chắn nó không bị thâm. Ok Hồng Thắm ơi, nếu như một bạn mà nhiều mụn cám to, bạn nên bạn lấy một lần cho nó sạch đi. Bạn xài thì nó sẽ hiệu quả hơn. Tại vì những cái mụn nó đã có rồi, mình lấy sạch đi sau đó mình dùng thì nó sẽ hết. Cái nào to thì phải lấy ra một lần đi đấy nhá, Hồng Thắm nhá. Mình lấy một lần bớt đi, bạn xài xong rồi cái nào to thì mình lấy bớt đi một lần đi nhá. Xong rồi bạn xài thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Tại vì mình không biết là hiện tại mụn cám của bạn to hay nhỏ. Cái chai này nó hiệu quả mụn cám nha, mụn đầu đen thì các bạn những cái mụn nhỏ thì ok. Mụn lớn thì mình phải lấy bớt đi một lần. Các bạn lấy một lần đi rồi các bạn xài cực kỳ ok. Hồng Thắm ơi, Hồng Thắm đợi xíu nha. Rồi mình cho Hồng Thắm xem cái chai này nha. Bây giờ thì mình chuyển sang máy bên kia đi ha, máy bên kia thì nhiều lắm. À, Hồng Thắm nhớ nha, bạn xài đi những cái nhỏ nhỏ thì nó sẽ đỡ, còn cái to thì bạn cố gắng bạn nên bạn lấy đi nhá. Nếu một lần thôi bạn về bạn xài là ok rồi, tại vì những cái to, một to thì vừa nói á, là nó không có tự